Vâng, em Khanh Kinh Môn xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người, chào tất cả anh chị em thân mến. Thì bên em mới về một chiếc Chevette Cruze được 2014. Vâng. Thì chiếc này em vừa mới về thì xe khá là đẹp. Về tổng thành sơn xi bên ngoài thì xe không phải làm bất kể một cái gì nữa. Và cũng cam kết với các bác, với quý vị, với anh chị là xe này không đâm đụng, không ngập nước, xe khá là đẹp. Sự va quẹt xung quanh của nó cũng không có luôn. Xe khá là đẹp, khá là chất chát luôn. Về tất cả các thứ là rất là ok. Lốp nắp còn đến 70% sử dụng nữa. Đời 2014 mà bên em đang chào bán mức giá là 272 triệu thôi nhé. Giá trên có bao rút hồ sơ, có bao vận chuyển cho các bác nhé. Vâng, về mùa dịch này em sẽ bao vận chuyển cho các bác. Các bác yên tâm, các bác chỉ cần nhấc máy lên và alo cho bên em thì là bên em sẽ tư vấn cho quý vị và sẽ vận chuyển xe đến tận nhà cho các bác. Và xe khá là đẹp, tổng thành sơn xi rất là ok luôn. Cái đường chỉ của nó từ đầu đến cuối các bác này nhìn nhé, rất là nét, rất là sắc cạnh nhé. Xe nhìn rất là đẹp luôn. Một bao bune các bác nhìn kìa, thẳng tắp luôn, không có một chút nào gọi là va chạm gì cả. Xe khá là đẹp, lốp nắp là còn 70% nữa rồi. Cái dòng này thì các bác yên tâm rằng là đi rất là đầm, rất là chắc, rất là sướng. Máy thì nổ rất là êm luôn, máy nổ gần như không nghe tiếng máy nổ luôn. Đó là tuyệt vời một chiếc xe đó. Em đã quay qua một lượt bên ngoài của các bác của chiếc xe rồi. Đó, xe không có vết xước, cũng không có sự va chạm gì cả. Ở đây em sẽ đi vào trong nội thất và xem từng cái đường chỉ của nó xem có bị mất chỉ không nhé. Thường thường những xe 2014 này thì cũng khá là đẹp. Ghế đẹp có này, ghế rất là đẹp luôn chứ. Cái ghế này là bọc từ đầu luôn đấy. Và con này mới đi được có 6 vạn thôi nhé các anh nhá. Vâng, 6 vạn đây. Vâng, 6 vạn thôi. Và đã lên trần 5D rồi. Trần này thì người ta bọc, người ta chống nóng thứ. Vâng, rất là cẩn thận luôn. Ốc chưa ra này. Vâng, ốc chưa ra nhé. Đây cũng thế này, cũng rất là nguyên sơn nhé, ốc anh cửa vẫn là zin hết. Và đây là keo chỉ của nó, đây những cái đinh tán này, em đang lấy nét này cho các bác đấy, đinh tán này cũng nguyên hết nhé, đấy, keo chỉ thì cũng zin hết, khá là đẹp, khá là chất chất xe, tem của nhà sản xuất người ta dán lên, báo chỉ số của cân lốp, rất là đẹp. Chiếc xe về sẵn sử dụng đời 2014 và bán có 272 triệu, bao rút hồ sơ, bao vận chuyển. Khá là đẹp. Và cuốn vào đây, cái gầm của nó luôn. Đấy, gầm rất là đẹp luôn. Không có hệ không tí nào gọi là mục mọt gì nhé. Các bạn nhìn bù này, rất là sáng nhé, bù rất là sáng, rất là ok luôn. Ở đây em tắt máy, em mở cốp cho các bác cùng xem. Đây là cốp. Các bác thấy chưa? Cốp rất là rộng nhé, rất là rộng rãi. Rất là rộng rãi. Các bác đi xem xe có va chạm hay không, các bác xem kỹ những hai bên này cho em. Hai bên xem cẩn thận. Và các bác lật cái cốp sau lên và các bác xem. Và tất cả cốp không vấn đề gì cả nhé. Cốp sơ cua vẫn còn này. Và keo chỉ của nó vẫn còn zin hết. Và chúng ta xem ở dưới này xem có vấn đề gì không nhé. Và dưới không có vấn đề gì, khá là đẹp luôn, chưa có sự va chạm gì cả. Đây, bô rất là sáng, sắp xì này, rất là đẹp. Và nên cái nếp bô rất là đẹp luôn nhé. Nên cái nếp bô khá là thể thao. Đấy, thể thao, khá là đẹp. Đèn hậu rất là chi là đẹp luôn. Và xe zin toàn tập, rất là đẹp. Đây, sàn bên này nhé các bác nhé, không có mỗi mọt, không có gì cả, rất là đẹp.
Vâng, đây keo chỉ của cánh đây. Rất là đẹp. À đây sơn zin, sơn ở dấu của nó vẫn còn đây. Đây, ốc vẫn còn zin này. Chưa có động cơ nê vào. Vâng. Rất tuyệt vời, một chiếc xe khá là đẹp. Vâng nhé. Và sau đây em sẽ đi vào chiếc máy của nó. Máy của nó xem nổ được có êm không. Em nghĩ là các bác không nghĩ rằng nó êm như vậy. Đấy, máy nổ rất là êm, rất là ổn định. Và máy rất là ổn định. Hai hòa mến yêu ba mẹ. Và đây máy nổ rất là êm nhé, nổ rất êm đó, thấy chưa, máy nổ rất là êm và không có cái sự va chạm nào cả, không còn nguyên hết, xe khá là đẹp, bu rất là sáng và xe rất là êm luôn. Rất là tuyệt vời. Đây, bụng cabo này. Không có sự va chạm, không có hiện tượng làm sơn đâu nhé. Khá là đẹp. Khá là ok. Một chiếc xe rất chi là hoàn hảo. Rất đẹp. Rất đẹp. Và em thử ga lên một đoạn thử xem ạ. Đây các bác nhìn này, ga này, em ga lên nhé. Xem nào. Vâng, rất tuyệt vời, không có chết máy các bác nhé. Không có chết máy. Xe rất là đẹp. Máy ổn định, gầm bệ chắc chắn, không đâm đụng, sơn xi đẹp. Nốt nắp còn 70%. Các bác bỏ ra có hơn 200 triệu thôi là sử dụng được một mẫu xe khá là ok, khá là thể thao, rất là đẹp. Dáng dấp rất là tuyệt vời luôn. Vâng, em tạm ngừng clip tại đây. Mong quý vị và các bạn xem xong clip cũng nếu mà có nhu cầu mua xe mà không đi được thì chúng em sẽ ship đến tận nhà. Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người ạ.